Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Bên em là điện thoại Samsung, hàng xách tay nha mọi người. Hàng xách tay nha, hàng chính hãng nha mọi người. Giống như iPhone mình xách tay về vẫn là hàng chính hãng nha mọi người, chứ không phải hàng tàu ha. Thì bên em có nhận giao lưu lên đời máy nha mọi người. Giao lưu em giao lưu với Samsung nha mọi người. Địa chỉ của em thì nằm góc phải màn hình ha. Có số điện thoại Zalo với link Facebook với phần mô tả nha mọi người. Mọi người mua hàng nhấn vào link Facebook dưới phần mô tả ha, hoặc là liên hệ Zalo em ha. Thì hôm nay em có thanh lý một số máy với một số máy màn đẹp nha mọi người. Đó, giờ em lên máy cho mọi người coi ha. Đây, Samsung Note 10 cộng nha mọi người. Cái này pin 4300 ha, không lỗi lầm gì nha mọi người. RAM 12 256 GB ha. Cái này em bán giá là 7 triệu thì dòng này lên được hai sim nha mọi người. Mọi người cần hai sim liên hệ với em ha. Này, kính xước ở đây xíu nha mọi người. Có xước kính đây xíu ha. Đó, còn lại thì ngoại hình tầm cỡ 97% nha mọi người. Không có lỗi gì ha. Cây này cũng tầm 97% nha mọi người. Cũng y chang cấu hình ha, không lỗi gì hết. Đó, em bán giá là 7 triệu nha mọi người. Tiếp là em thanh lý cây Note 10 Plus, Note 10 5G nha mọi người. Cây này pin 3500 ha mọi người. Note 10 5G. RAM 12 256 GB. Thì màn đốm đây vẫn xài bình thường nha mọi người. Mà màn đốm thì em vẫn bao test 7 ngày ha. Bảo hành phần cứng là 45 ngày với không loan cho mọi người là 45 ngày nha. Máy ngoại hình thì tầm cỡ 95% nha mọi người. Cái lưng có chạy xước ha. Đó, lưng thì có xước sát nha mọi người, em báo tình trạng ha. Đó, giá là 4 triệu 3 nha mọi người. Tiếp em quay cho mọi người coi S20 Ultra 5G nha mọi người. Cái này pin thì 5000 nha mọi người, pin rất là trâu luôn ha, pin 5000 nha. Màn 120Hz. Cái cây này thì được chip Snap 865 cộng nha mọi người. Chơi game rất là mạnh luôn ha. RAM 12 256 GB nha mọi người. Ngoại hình cây này thì tầm cỡ 97 tới 98% nha mọi người, không có lỗi lầm gì hết ha. Em bán cây này hôm nay là giá có 7 triệu 800 ngàn thôi nha mọi người. 7 triệu 800 ngàn ha. S20 Ultra 5G. Rồi tới là S20 5G nha mọi người. Giá cây này là 6 triệu 200 ngàn nha mọi người. Cây này RAM 12 nha. Pin 4000. Chip Snap 865 nha mọi người. Cái này chip Snap 865 ha. Bộ nhớ 128 GB. Màu trắng nha mọi người. Không có lỗi lầm gì hết, cây này tầm 97% nha mọi người. Tiếp quay cây Note 20 5G nha mọi người. Cây này cũng là chip Snap 865 ha mọi người. RAM 8 256 GB. Pin là 4300 nhưng mà cây này xài cảm giác pin trâu nha mọi người. Thì cây này ngoại hình nó hơi xấu, em bán với giá là 7 triệu 300 ngàn thôi nha mọi người. À, ngoại hình em quay cái này nó hơi xấu nè, đó. 7 triệu 300 ngàn thôi ha. Cái lưng nó hơi xấu xíu. Tiếp thì em quay cho mọi người coi. Tiếp em quay cho mọi người coi cây S20 Ultra nha mọi người. S20 Ultra 5G ha. Cái này thì pin 4500 nha mọi người, màn 6.9 lên lưng ha. RAM 12 256 GB. Cái này chip Snap 865 cộng nha mọi người. Chip Snap 865 cộng ha. Thì cây này ngoại hình cỡ tầm 98% nha mọi người, không lỗi lầm gì hết ha. Máy bên em là bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng là 45 ngày nha mọi người. Tất cả các máy luôn ha. Thì bên em có nhận ship code toàn quốc nha mọi người. Mọi người mua hàng thì cứ xuống phần mô tả ha, với liên hệ hoặc là liên hệ qua Zalo với em nha. Em có nhận ship code toàn quốc ha. Mọi người hàng tới mọi người được kiểm tra test thoải mái nha mọi người. Đây còn mấy cây thanh lý nữa nha mọi người. Để em lên em cây nó chính đi rồi em qua hàng thanh lý cho mọi người coi ha. Đây nó chính giá là 4 triệu 5 nha mọi người. Pin 4000.
RAM 6 128 GB nha mọi người. Thì nó chính là ngoại hình tầm cỡ 9500 trở lên nha mọi người. Nói chung là rất là còn rất là đẹp luôn ha. Máy không có lỗi lầm gì hết. Em bán giá là 4.500.000 nha mọi người. Đó, em có 6 màu luôn ha. Có 512 GB thì 512 GB thì giá là 5 triệu nha mọi người, hơn nhưng cái bản này là 500.000 nha mọi người. 512 GB là RAM 8 nha. Rồi giờ em lên tiếp hàng thanh lý nha mọi người. Hàng đây là Note 8 nha mọi người, Samsung Note 8 ha. Pin là 3300 nha mọi người. Pin 3300 ha. Cây này thì RAM 6 256 GB nha mọi người. Đó, ngoại hình thì cũng còn cỡ 95% nha mọi người. Cây này cũng ổn rồi ha. Có kính hơi xước nè. Đó, kính hơi xước. Thì em bán cái này là giá 3 triệu nha mọi người. Thì mọi người lấy thì em tặng mọi người dán màn hình luôn ha. Cái này dán màn hình lên xài vô tư nha, không thấy xước không mọi người. Đó, em bán cây này là giá là 3 triệu nha mọi người. Màn ám nhẹ ha. Em có nói chưa ta? Màn ám nhẹ ha. Cái này màn ám rất là nhẹ luôn. Thì mấy cây này màn ám nhẹ mới có giá thanh lý nha mọi người, chứ màn đẹp thì giá nó em nói cao hơn nha mọi người. Rồi, em thanh lý một cây giống vậy ha. Nhưng mà cây này là RAM 6 64 GB nha mọi người. Cũng y chang cái đó luôn ha. RAM 6 64 GB thì cũng là xước nhẹ luôn, màn ám nhẹ, ám rất nhẹ ha. Thì em bán cây này giá 2.900.000 nha mọi người. Đó, xước đây xíu ha. Xước kính xíu. Thì em bán giá là 2.900.000 nha mọi người. Tiếp quay cho mọi người coi cây Samsung S10 5G ha mọi người. Cây này màn 6.7 inch nha mọi người, màn khá lớn ha. Pin là 4500 nha. Màn đốm ở đây ha. Thì em vẫn bao không loan nha mọi người, với bảo hành ha. Bao test nữa. RAM 8 256 GB thì anh em nào có chơi game thì mấy máy giá rẻ này chơi game rất là hợp lý luôn nha mọi người. Ngoại hình thì hơn 90% nha mọi người. Cái này em bán giá 3.800.000 ha. Tiếp thì cái máy cái cây này em có quay mấy video trước rồi, nhưng mà em giới thiệu sơ cho mọi người nha. Sơ thôi ha. Đó, S9 cộng bản Mỹ nha mọi người. Pin 3500. RAM 6 64 GB ha mọi người. Thì máy ngoại hình tầm cỡ 95 tới 97% nha mọi người. Giá em nói là 3.700.000 ha. Em có 3 màu nha. S9 cũng có 3 màu giống vậy nha mọi người. S9 nhỏ em cũng có 3 màu giống vậy. Mà S9 hôm nay em bán giá là 3 triệu nha mọi người, thấp hơn bữa 100.000 ha. Đó, mọi người qua mua bên YouTube qua thì cứ nhắn coi YouTube qua em tặng em mọi người thêm bộ sạc nha. S9 nha mọi người. Cái này là S9 RAM 4 64 GB ha. Pin là 3000, bản Mỹ nha mọi người. Chip Snapdragon 845 luôn ha. Cây chơi game Liên Quân rất là ok luôn, Free Fire luôn ha. Giá rẻ thôi nha mọi người. Đó, ngoại hình rất là ổn luôn. 3 triệu nha. Đó thì em có ship code toàn quốc, mọi người mua hàng thì cứ xuống phần mô tả nhắn qua Facebook em ha, hoặc là Zalo em nha. Thì em có nhận cọc 100.000 em ship tới mọi người, được kiểm tra test thoải mái, đúng máy nhận, không đúng máy em hoàn cọc lại cho mọi người luôn ha. Này S8 nha mọi người. Chip Snap 835 nha mọi người. Pin của em nó là 3000 ha. RAM 4 64 GB. Thì máy thì đẹp 9798 không lỗi lầm ha. Bữa em 3 cây em bán hết 1 cây còn 2 cây. Hôm nay em quay lại nha. Đó còn 2 màu, còn 2 bữa em 3 cây em bán 2 cây, 2. Còn lại 2 cây. Đây, tiếp em còn cây thanh lý giá rẻ nha mọi người. Cây này 1 triệu rưỡi ha. Thì Samsung S9 cộng bản hàng 2 SIM nha mọi người. Bản hàng lên 2 SIM rồi ha. Cái này là bị sọc màn hình đây nè mọi người. Sọc thì vẫn xài bình thường ha. Em bao test 7 ngày luôn. Bảo hành phần cứng 45 ngày. Phần cứng là không có liên quan tới màn nha mọi người. Phần cứng là chỉ là phần ngoài ha. Với lại nói chung là không có liên quan tới màn nha. Tại vì nhiều khi màn mọi người đeo ốp vô á, nó gớt á, thì không có bảo hành được nha mọi người. Đây, S9 cộng nha mọi người. Màn sọc ha.
em thanh lý giá là 1,5 triệu nha. Sọc thì mình vẫn xài bình thường, không ảnh hưởng gì ha. Mấy cây này anh em chạy xe công nghệ ha, hoặc là chơi game rất là ok luôn nha. RAM 664GB ha, bản hàng 2 sim luôn. Em bán thanh lý giá là 1,500,000 nha mọi người. Cái này ngoại hình rất là đẹp luôn ha. Cái này em mới nhận thu của khách, khách lên đời á. Khách xài 2 năm rồi nha mọi người. Đốm màn sọc gì khách xài 2 năm rồi vẫn bình thường ha. Thì khách nói như vậy nhưng mà màn sọc thường thì xài rất bình thường, không có ảnh hưởng gì nha mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người xem video ha. Mọi người xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh nha. Rồi mọi người có mua hàng á thì nhấn xuống phần mô tả có link Facebook em ha, với Zalo em dưới, hoặc là mọi người qua tới thì cứ alo cho em nha. Rồi em cảm ơn mọi người xem video ha.